trần dạy phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin thời sự cuối tuần ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn tất cả mọi người và như thường lệ À, ngày hôm nay vẫn là tin thời sự của tuần và đầu tiên hết là bản tin quốc tế 19 người đã bị thiệt mạng bao gồm luôn cả ba à, tinh binh của lực lượng cách mạng hồi giáo trong cuộc tấn công tại Iran tin từ Dubai Vương quốc Ả Rập thống nhất cho biết là một cuộc tấn công bởi lực lượng ly khai vũ trang nhắm vào đồn cảnh sát ở phía thành phố phía nam của Iran khiến cho 19 người đã bị thiệt mạng bao gồm luôn cả ba thành viên của lực lượng cách mạng hồi giáo Iran cơ quan truyền thông của Iran đã báo cáo ngày thứ bảy cuộc tấn công này diễn ra chính ra là ngày thứ sáu trong lúc mà đang có cuộc cầu nguyện ở một cái đền thờ ở thành phố có tên gọi là jan hedan và cuộc tấn công gần đồn cảnh sát đã xảy ra ở gần đó và theo tường trình của À, một trong những governor tức là mọi người tỉnh trưởng của cái tỉnh này là Hossein Modaresi nói rằng 19 người đã bị thiệt mạng và ba trong lúc đó thì cái tà đồng cảnh sát này đang có khoảng 32 người nhân viên của à, lực lượng cách mạng hồi giáo Iran bao gồm luôn cả lực lượng tình nguyện gọi là Basiji à, đang đã bị thương trong cuộc đụng độ này hiện vẫn chưa rõ là cuộc tấn công xảy ra có liên hệ gì tới cái cuộc biểu tình trên toàn quốc hay không sau cái chết của cô gái 22 tuổi Bản tin mới nhất từ ở biên giới Afghanistan và Pakistan cho biết, thời gian gần đây đã có những cuộc tấn công bởi lực lượng à thiểu số của tên là Baluchi là lực lượng ly khai ở đây. Mặc dù trong ngày thứ bảy thì à, bản báo cáo cho biết rằng là nhóm ly khai này à, đã chưa có phải chưa được xác định là có liên can tới vụ à, tấn công hay không. Phía Iran cho biết rằng là họ xác nhận à, cái chết của một trong những à, nhân vật của lực lượng cách mạng hồi giáo Iran là Hamid Reza, Hassemi là một đại tá của lực lượng cách mạng hồi giáo Mohamed Amin Azashod là thành viên của các mạng hội lực lượng cách mạng hồi giáo và người thứ ba là Mohamed Amin Arafi một tình nguyện viên của nhóm lực lượng Basiji à, được xem là một lực lượng cách mạng hồi giáo và là vệ tinh vũ trang của lực lượng chính quyền Iran đây được xem là vụ tấn công bạo động mới nhất tại Iran ngay sau à, giữa lúc mà phía quốc gia này đang đối diện với cuộc biểu tình hàng loạt trên toàn quốc. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, đại sứ của Nga đã được mời đến và giữa lúc mà Anh đã bắt đầu ban thanh lệnh cấm vận mới và trừng phạt kinh tế với Moscow, anh đã gia tăng lệnh cấm vận nhắm vào Nga và nhắm mục tiêu vào những cái kỹ nghệ được xem mà gây có thể gây tổn thương cho nền kinh tế của Nga. Để sau khi mà ông Vladimir Putin đã có một cái hành động xác nhập bất hợp pháp các vùng lãnh thổ của Ukraine đại sứ của Nga tại London là Andrew Kalin đã được mời tới văn phòng của Bộ Ngoại giao để gửi phía Anh gửi một lời phản đối tới Điện Kremlin về hành động được xem là bất hợp pháp này. Trước đó thì Thủ tướng Liz Truss đã lên án biến chuyển của Nga sau khi nói rằng Nga xác nhập cả một số vùng lãnh thổ của Ukraine là bất hợp pháp và nói rằng Anh sẽ không bao giờ thừa nhận bốn vùng đất Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia vào lãnh thổ của Nga và trong đó vi phạm vào các luật lệ quốc tế và dưới lệnh cấm phần mới thì nga sẽ bị mất à, việc mà à, có thể à, làm việc với cái kỹ nghệ về kiến trúc và kể cả ngành à, kỹ thuật của anh bao gồm luôn ngành à, ngành à, ngành về kỹ sư cũng như là các cái à, vấn đề chuyển ngân hoặc là chuyển khoản tài tài chính và các hoạt động về thương mại phía anh đồng thời cũng ban lệnh cấm xuất cảng ít nhất là 700 mặt hàng tới nước nga trong đó bao gồm các à, mặt hàng của kỹ nghệ về à, kỹ thuật trong đó thì à, à, chính quyền của anh và kể cả À, phía Anh cũng cho biết là họ sẽ ban lệnh cấm đối với lại à, thống đốc ngân hàng trung ương của Nga là Evry à, Napolina được xem là một trong những uh, nhân vật đã sẽ bị cấm và bay tới nước Anh hoặc là có thể sẽ đóng bắt tất cả những tài sản của nhân vật này. Loan báo trên thì Ngoại trưởng của Anh là James Cleverley đã lên tiếng cho biết chế độ của Nga cần phải chịu trách nhiệm cho hành động vi phạm luật quốc tế. À, những gì mà chúng ta nhìn thấy được trên quốc tế và các đối tác quốc tế, sự phản đối này là cần thiết phía bộ ngoại giao cho biết họ đã lên tiếng và đã mời đại sứ của nga tới văn phòng ngoại giao để gửi thư phản đối về hành động của nga đối với lại ukraine đây được xem là một trong những hành động mới nhất của anh nhắm vào nga ngay sau khi mà ông putin tuyên bố xác nhập bốn vùng lãnh thổ trên đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và ngay sau khi tuyên bố xác nhập cái bốn vùng lãnh thổ của ukraine nga dần dần đang bị cô lập với cộng đồng quốc tế đó là một trong những cái tin mới nhất từ hãng thông tấn ap nga đã gần như là bị cô lập ngoại giao trong ngày thứ bảy ngay sau khi mà ông vladimir putin đã xác nhập bốn vùng lãnh thổ của ukraine mà kiev lên án đây là cái hành động được xem là à, xâm chiếm lãnh thổ một cách bất hợp pháp putin trong buổi lễ à, ngày hôm qua thứ sáu à, tuyên bố xác nhập bốn vùng này và ngay sau khi mà có 30 người ở miền Nam Ukraine đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng bom của bằng hồng hỏa tiễn của Nga ở gần khu vực ở Zamborizia, nơi được xem là có gần 30 thường dân đã bị thiệt mạng. Tôi muốn nói rằng à, chế độ của Kiev và những gì được khối Tây phương đang làm, người dân ở Luhansk, Donetsk Kherson và Zamborizia sẽ trở thành công dân vĩnh viễn của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của ông Putin đã đưa ra. Washington ngay lập tức đã có thêm những lệnh cấm vận nhắm vào các viên chức của Nga, bao gồm các viên chức trong Bộ Quốc phòng, và nói rằng khối G7 sẽ ủng hộ và buộc, buộc Nga phải trả giá cho cái việc xác nhập bất hợp pháp này. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky ngay lập tức thúc giục Liên minh NATO là cho phép quốc gia của ông được gia nhập vào Liên minh NATO sau khi gửi một lá đơn này ra. Và ông cam kết rằng sẽ tiếp tục có các cuộc nói chuyện với Nga. Nhưng không phải là nói chuyện với Putin. Trong khi đó, thì ông Joe Biden ngày thứ sáu đã lên án cái hành động này là bất hợp pháp. Tổng thư ký của Liên minh NATO là ông John Stoltenberg đã lên tiếng và cho rằng việc xác nhập này là bất hợp pháp và Ukraine sẽ tiếp tục à, à, được hỗ trợ và ông sẽ duyệt xét tới các lá đơn của Ukraine xin gia nhập vào Liên minh NATO. Hoa Kỳ và Canada đã lên tiếng ủng hộ cho Ukraine gia nhập vào uh, Liên minh NATO. Tuy nhiên thì uh, vẫn chưa có một cái dấu hiệu gì mới. Trong khi đó ngày Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ Bảy cho biết việc Nga sát nhập này là vi phạm trầm trọng tất cả các luật lệ của quốc tế. Bất kể lời uh, phản đối từ uh, các quốc gia uh, thì ông Vladimir Putin vẫn thực hiện điều này. Trong khi đó thì uh, Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là Jeff Sullivan trong ngày thứ Sáu nói rằng Washington sẽ có thêm những lệnh cấm uh, cấm vận mới với Nga và sẽ có thêm những vũ khí mới chở tới Kiev vào tuần tới và ông xác nhận rằng à, phía Hoa Kỳ sẽ dùng nỗ lực để hỗ trợ tất cả những cái cần thiết về quân sự cho Ukraine. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất sau khi mà Nga đã cho sát nhập vùng đất của Crimea, à, xin lỗi quý vị, bốn vùng đất của Ukraine vào trong lãnh thổ của Nga. Cùng một lực trong ngày hôm nay thì các quốc gia Tây phương đã lên tiếng áp lực Trung Quốc và Nga trong hội đồng à, nhân quyền Liên Hợp Quốc tin từ geneva cho biết các quốc gia tây phương đã dẫn đầu ít nhất là hai mặt trận nhắm vào cái uh, cơ quan nhân quyền của liên hợp quốc trong đó giám sát chặt chẽ về nhân quyền với hai quốc gia được xem là quyền lực trên thế giới thứ nhất là trung quốc trong việc cáo buộc họ lạm dụng cái vấn đề nhân quyền và có những chiến dịch chống uh, cực, cực đoan ở tại uh, khu vực ở tân cương nơi được xem là có trên một triệu người duy ngô nhĩ đang bị tống giam và nga chính quyền của họ đã dập tắt tất cả những uh, sự phản kháng của các nhà bất đồng chính kiến và những người biểu tình chống lại cuộc chiến tại Ukraine sau khi mà gây ảnh hưởng bởi hai thành viên gọi là thương trực của Hội đồng Bảo an Liên Quốc hay là hai trong uh, năm quốc gia thường trực tại đây cùng một lượt thì đã có một cái uh, công việc nhỏ chính trị và ngoại giao bao gồm luôn cả vấn đề nhân quyền họ đã lên án và áp lực cái uh, Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc là phải có một thái độ cứng rắn hơn với những bản báo cáo nhân quyền về phía Nga và phía của Trung Quốc. Trong khi đó, một vài nhà ngoại giao của Tây Phương đang chắc rằng hiện nay hoặc là bây giờ phải có những cái chuyện gọi là trừng phạt và chế tài với hành động vi phạm về là nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Anh, Canada, Hoa Kỳ cùng với lại năm quốc gia ở vùng biển Bắc Cực đã dẫn đầu một lời kêu gọi các thành viên trong hội đồng là phải đồng ý đồng ý cuộc tranh cãi và tranh tranh luận vào cái phiên họp kỳ tới trong tháng 3 trong đó cáo buộc về lạm dụng nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và cộng đồng Hồi giáo khác ở tại Tân Cương. Đồng thời họ cũng lên tiếng cho biết rằng là phía liên hiệp quốc đã là gia tăng cái sự lo ngại này và bây giờ cần phải có một biện pháp chế tài riêng với trung quốc và trong ngày thứ, thứ ba 26 quốc gia trong liên hiệp âu châu à, ngoại trừ hungary ra thì đã đề nghị là sẽ bổ nhiệm một à, à, chuyên gia về nhân quyền đặc biệt tại nga trong đó lo rằng có những cái vụ gọi là bắt giữ hàng loạt và giam giữ cũng như xác nhiễu các ký giả các nhà bất đồng chính trị và các nhà hoạt động cho nhân, việc, nhân quyền cũng như việc mà dập tắt tất cả những tiếng nói đối lập chống lại ông Vladimir Putin trong cuộc chiến tại Ukraine. Tất cả vấn đề này đã được đệ trình à, trong cái phiên họp kỳ tới tức là ngày 7 tây tháng 10 trong phiên họp mới nhất của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ và khối Tây phương. Trong đó các quốc gia đang phát triển tại Á châu và châu Mỹ Latin cũng như là Phi châu và Trung Đông đang bắt đầu có số lượng đông hơn chiếm đa số ở trong 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và hầu hết một số quốc gia đều là đồng minh của cả Nga lẫn Trung Quốc, trong đó bao gồm cả Cuba, Eritrea, Venezuela là thành viên và họ đã hỗ trợ cho Trung Quốc, Trung Quốc và các quốc gia Tây phương và Dương, ở Âu Châu là đang có khoảng 13 ghế ở trong tổng cộng tổng cộng là 47 ghế ở tại đây một vài nhà ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu đặc biệt lo ngại là vấn đề quan hệ về văn hóa chính trị và kinh tế bao gồm luôn sự độc lập có thể sẽ khiến cho những quốc gia đang phát triển này sẽ bỏ phiếu theo Nga và Trung Quốc à, chống lại cái à, đề nghị của phía Tây Phương. Đây được xem là một trong những cuộc đụng độ khá lớn giữa lực lượng của Trung Quốc và Nga đối với lại lực lượng à, thân của Tây Phương ở tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 thành viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết, ông Joe Biden, Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng cho biết trận bão Ayan mà muốn phục hồi thì phải mất vài tháng, thậm chí là cả cả chục năm và vài năm. Ông Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng cảnh cáo cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận bão Ian vừa qua quét sang phía tây nam của Florida và phía à, biển phía đông của Florida là sẽ, sự phục hồi này sẽ phải mất vài tháng hoặc cả vài năm. Phát biểu tại trong một cuộc họp ở tại tòa bạch ốc, ông Joe Biden nhận à, đã cho biết rằng là đã có khoảng à, lực lượng gọi là tuần duyên của quốc gia đã làm việc để cứu được 117 cá nhân cùng với lại 44.000 các chuyên gia đang làm việc để tái lập cái nguồn điện ở tại Florida được xem là một trong những cái vụ mất điện lớn nhất và một trong những cái vụ bão lớn nhất đánh vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Quý vị đã nhìn qua truyền hình và quý vị đã nhìn thấy được những cái tài sản đã bị hủy và phá hủy và trong đó gần như chúng ta sẽ mất cả vài tháng cho tới một năm để tái xây dựng trở lại. Trái tim của chúng ta vẫn đứng chung với những người ở Florida và những nạn nhân của trận bão này người dân Hoa Kỳ sẽ phải đứng chung và hỗ trợ cho những người dân của Freida Trước đó thì ông Biden đã loan báo phát triển gần 400 lực lượng trong cái lực lượng của kỹ sư của ngành lục quân và cùng với lại 250 những người mà chuyên gia về điện đã hỗ trợ cho cái nguồn điện ở tại khu vực địa phương bao gồm các nơi như là bệnh viện, các cái trung tâm tạm trú và kể cả mà sân banh nơi mà có những người dân của Florida đang tránh nạn tại đây. Ông xác nhận rằng Bộ An ninh Nội địa đã gặp gỡ với lại các viên chức khẩn cấp của Florida trong một cuộc gặp gỡ cái khẩn cấp riêng biệt để làm cách nào hỗ trợ cho người dân và hiện nay thì người dân Hoa Kỳ sẽ đứng chung với lại người dân của Florida họ sẽ bỏ tất cả vấn đề chính trị qua một bên họ bỏ tất cả những sự chia rẽ qua một bên chúng ta có thể làm việc chung bởi vì chúng ta biết rõ những người mất nhà cửa những người mất tất cả tài sản đều là những người dân của chúng ta đây là lời phát biểu của ông Joe Biden đã đưa ra Tòi bà Đốc trong ngày thứ năm cho biết là ông joe đã chấp thuận một cái ngân sách cứu trợ khẩn cấp của liên bang cho ít nhất là chính quận tại florida bị ảnh hưởng bởi trận bão này đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết mới nhất liên quan tới hậu quả của trận bão ian đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay đảng dân chủ đã bắt đầu có những cái hành động được xem là trì hoãn trong cái cuộc bỏ phiếu về cái dự luật mới mà trong đó ban cấm tất cả các thành viên trong quốc hội không được mua phép mua bán cổ phiếu hay là trao đổi cổ phiếu trong lúc mà họ còn ngồi tại vị các thành viên của đảng dân chủ đã bắt đầu có một cái sự gọi là gạt qua một bên đối với lại một số các thành viên ở cả lưỡng đảng trong một cái dự luật đã được chờ đợi từ lâu trong đó là ban cấm tất cả các thành viên trong quốc hội có thể mua bán trao đổi cổ phiếu trong lúc họ làm việc tại quốc hội theo tường trình của tờ đợi hiêu cho biết thì đảng lãnh đạo của đảng dân chủ đã ba đã công bố một cái lệnh cấm trao đổi vào ngày thứ năm, tức là trao đổi cổ phiếu một chỉ vài ngày trước khi mà phía của Quốc hội gia tăng cái cuộc họp của họ và trước cuộc bầu cử giữa mùa vào ngày 8 tây tháng 11 và kết quả thì các nhà lập pháp khác e ngại rằng không đủ thời gian để đọc và hiểu rõ tất cả những cái điều gì đã được ghi ra trong cái dự luật này. Trong ngày thứ sáu thì dân biểu có tên là Abigail Sparberger của đảng Dân Chủ tại Virginia đã đưa ra trong một bản statement. Đặc biệt là cáo buộc các lãnh đạo của đảng Dân Chủ đã có một tiến trình khá chậm chạp trong khi cái bản kế hoạch của bà đã nộp 2 năm trước đây để hỗ trợ cho cái việc mà chấm mua bán cổ phiếu và trao đổi cổ phiếu của các thành viên trong quốc hội. Trong giây phút này thì các lãnh đạo tại Hạ viện của đảng Dân Chủ đã đưa ra cái bản kế hoạch thư và nó quá dày và chúng tôi không đủ thời gian để duyệt xét từng chi tiết ở trong cái bản kế hoạch này à, berger cho biết là họ đã bà đã lên tiếng và như tuy nhiên bà không cho biết là ai là người đã trì hoãn khiến cho cái dự luật này đưa ra trễ trước kỳ bầu cử trong đó thì à, dự luật này vốn đã được đưa ra từ hồi tháng giêng năm nay và trong đó bao gồm luôn cả bà Nancy bà Pelosi là chủ tịch của hạ viện đồng ý tuy nhiên bà ta lại ngăn chặn không để đưa ra trong cái phiên họp cả những lần trước khiến cho cái uh, dự luật này đã bị trì hoãn nhiều lần và lần này phía đại vũ công bố một cái tập khá dày và số lượng trang rất là dày và trong đó có nhiều chi tiết mà nó vẫn chưa được xác nhận và các dân biểu và các uh, thành viên trong quốc hội cần có thời gian để duyệt xét về cái dự luật này đây được xem là một trong những cái trò kỹ thuật của Đảng Dân chủ nhằm có thể khiến cho người ta không hiểu, hiểu rõ toàn bộ cái dự luật và có thể bỏ phiếu một cách dễ dàng và dẫn tới việc mà tạo ra những cái lỗ hổng mà Đảng Dân chủ đã nhồi nhét vào trong đó. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo của cơ quan CDC cho biết số lượng các trường hợp tự tử, tử tại Hoa Kỳ đã tăng 40% so với năm 2020. Số lượng những vụ tự tử tại Hoa Kỳ đã tăng 4% trong năm 2021 so với năm 2020 và gần như là đã giảm đi trong vòng nhiều là hai năm qua. Đó là một trong những cái bản báo cáo của cơ quan kiểm soát dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh của Hoa Kỳ gọi tắt là CDC. Căn cứ trên bản báo cáo này, số lượng người đã tìm cách gọi là tự kết liễu cách tính mạng của họ gia tăng từ 45.979 người trong năm 2020 lên tới 47.664 người trong năm 2021 và số đối tượng này gia tăng là cứ trong 100.000 người tức là khoảng uh, từ 13.5 cho tới năm 2020 lên tới 14 uh, cho năm 2021 và số lượng những uh, vụ tự tử trong mỗi một tháng trong năm 2021 đã cao hơn năm 2020 hầu hết diễn ra ở tháng giêng tháng 2 và tháng 7. À, trong khi đó thì à, nó bắt đầu có thêm diễn ra vào tháng 10 năm 2021 với số lượng là 4.211 người, à, chiếm 11% và gia tăng 11% so với cùng thời gian của năm 2020 là 3.781 người. Số lượng mà người đàn ông mà tự tử thì à, tức là có hành động kết liễu đời của mình là 3% tăng cao hơn ở mức là 22.7 cho trên 100.000 người và gia tăng cao hơn năm 2020 so với phụ nữ là 5.6 trên 100.000 người và gần như là 5.5 so với năm 2020 theo bản báo cáo cho biết và con số được xem là gia tăng đối với những người đàn ông mà tự tử là tuổi từ 15 cho tới 24 lên tới 8% so với năm 2020 và số lượng tăng này được xem là một con số khá nguy hiểm. Phụ nữ đã tăng một mức à, thấp hơn và nó nằm ở lứa tuổi là từ 65 tới 74, không phải là tuổi già tuổi trẻ mà tuổi lớn tuổi hơn. Trong khi đó, tính tinh toàn diện thì mức độ tự sát đã tăng 35% trên toàn quốc từ đã vì từ năm 1000 tính từ năm 1999 đến năm 2018 giảm 2% trong năm 2019 và tiếp theo đó là 3% trong năm 2020 à, được xem là giảm đi so với thời kỳ trước đó đây là bản báo cáo mới nhất của cơ quan CDC cùng một lượt trong ngày hôm nay thì à, Thống đốc của tiểu bang California đã đi một cái bước cực tả hơn và cấp tiến hơn khi mà ông ta ký một dự luật là giới hạn không cho phép sử dụng những lời nhạc rap ở làm bằng chứng trên tòa. Thống đốc Gavin Newsom đã ký một dự luật có tên gọi là Decriminalization Artists Expression uh, Act gọi tắt là cái đạo luật này gọi tắt là đạo luật uh, rap uh, act ở tại California và trong đó sẽ giới hạn sử dụng những lời nhạc rap được xem là bằng chứng trên tòa. Đây được xem là một cái dự luật mà ông ta đã ký và trong đó với sự hiện diện của một số những uh, uh, ngôi ngôi sao nhạc rap và những nghệ sĩ và nó đã được thông qua trên sàn thượng viện uh, với cái đạo luật là AB2799 vào tháng 8 các nhạc sĩ nhạc rap bao gồm uh, Killer Mike, Mick May, Mick Mill, @Ju Shot, Thailandise, @YG, E40, Tiger đều có mặt ở trong cái buổi lễ ký kết này cùng với lại uh, tổng giám đốc của một công ty uh, thu âm là Mason Jr và trong đó Mason Jr tuyên bố rằng đây là một chiến thắng cho giới uh, sáng tạo âm nhạc và trong đó thì uh, các lời lẽ của âm nhạc đã có những cái lời lẽ được xem là khá mạnh bạo và khá kích động Thông thường vẫn được các công tố viên, viên sử dụng Ở trên tòa để làm một cái bằng chứng trên tòa Nay thì phía của Gavin Newsom đã ký dự luật này Và không cho phép dùng những cái lời lẽ của nhạc rap Mà dù rằng có những lời lẽ này Có tính chất bạo động và kích động bạo động Hay liên quan tới vấn đề ma túy Là được sử dụng làm bằng chứng ở trên tòa Đây được xem là một trong những cái luật mới Mà Gavin Newsom cho rằng ông ta đang đứng về giới nghệ sĩ Trong khi đó thì việc ký kết cái, cái uh, dự luật này nó đã bị người ta so sánh với tình trạng kiểm duyệt về các ngôn ngữ của uh, những người sử dụng ở trên mạng xã hội khi mà họ sử dụng những ngôn ngữ bị xem là thù hận hay kích động bạo lực đều bị kiểm duyệt ở trên các mạng xã hội nhưng ngược lại những lời nhạc rap này thì lại uh, được thoải mái và không có bị kiểm duyệt cũng như không không được sử dụng giống như một bằng chứng ở trên tòa để mà khởi kiện họ bởi các công tố viên đây được xem là một trong những cái bước mà Gavin Newsom cho rằng đây là một trong những bước tiến của dân chủ trong khi đó những người phản đối cho rằng Gavin Newsom đang đưa xã hội của California đi tới phần băng hoại khi mà cho phép những lời lẽ dung tục trong lời nhạc rap vẫn tiếp tục đứng ngoài vòng pháp luật đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Á Châu ngày hôm nay. Đầu tiên hết, ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Anthony Blinken đã lên tiếng thúc giục phía Bắc Kinh là tái hợp tác lại với Hoa Kỳ trong vấn đề khí hậu toàn cầu và chống lại tình trạng buôn ma túy. Bộ, Bộ trưởng đặc trách về ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken đã lên tiếng kêu gọi là tái lập lại cái sự hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực vốn đã bị ngưng lại bởi Bắc Kinh kể từ sau chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi tới đảo quốc Đài Loan hồi tháng 8. Hoa Kỳ đang làm việc với cộng đồng quốc tế để có một nỗ lực à, à, và chung mạng những gì mà thế giới phải đối diện hôm nay chúng tôi chúng tôi đón chào sự hợp tác của nước cộng hòa nhân dân trung quốc trong vấn đề mà những thách thức trên toàn cầu bao gồm trong vấn đề sức khỏe vấn đề khí hậu toàn cầu vấn đề vấn đề chống lại ma túy và một số lĩnh vực khác mà đã qua của thuộc về lĩnh vực của toàn cầu ông đã gửi một thông điệp trong cái ngày được xem là ngày đại lễ quốc khánh của cộng sản trung quốc và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một cái sự à, yên bình à, vui vẻ đối với người dân tại trung quốc thông điệp này gửi ra giữa lúc đang có căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong nhiều mối quan hệ bao gồm được xem là mức điểm thấp nhất kể từ 4 tập niên qua và chuyến đến viếng tâm của bà Pelosi bà tới Đài Loan đã khiến cho đôi bên trở nên căng thẳng hơn và phía Trung Quốc đã hủy bỏ các chương trình hợp tác với Hoa Kỳ bao gồm vấn đề đối thoại về quân sự, vấn đề khí hậu toàn cầu và kể cả vấn đề chống lại tất cả những cái mậu dịch bất hợp pháp bao gồm luôn cả vấn đề ma túy và bắc kinh đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ tiếp tục duy trì cái quan điểm của họ bắc kinh được xem là một, à, vẫn xem đài Loan là một phần của Trung Quốc trong khi đó thì à, đài Loan vẫn tuyên bố là độc lập và vấn đề này đã dẫn tới sự căng thẳng giữa phía Trung Quốc và phía Hoa Kỳ à, trong thời gian vừa qua và giờ đây thì ông Anthony Blinken đã kêu gọi Trung Quốc là còn nhiều lĩnh vực cần sự hợp tác của cộng đồng quốc tế và trong đó lĩnh vực chống ma túy lĩnh vực khí hậu toàn cầu là không thể nào bị ngưng lại đó là lời phát biểu của ông Anthony Blinken đã đưa ra cùng một lượt được xem là bản tin tài sự hàng đầu trong ngày hôm nay thì à, Bắc Hàn lẫn tiếp tục bắn thử hỏa tiễn đạn đạo và đây là lần thứ tư trong vòng một tuần lễ. Bắc Hàn vẫn bắn tiếp tục hai hỏa tiễn đạn đạo vào ngày thứ bảy phía lực lượng quân sự của Nam Hàn cho biết và quốc gia được xem là có cái khả năng vũ khí nguyên tử này đã tiếp tục thực hiện cuộc bắn thử hỏa tiễn đạn đạo của họ lần thứ tư giữa lúc mà Seoul, Tokyo và Washington đang có các cuộc tập trận để đối phó với sự đe dọa của Bình Nhưỡng. Phía Nam Hàn, phía Nhật Bản và phía Hoa Kỳ đang có cuộc tập trận chống tiền tuyển đỉnh từ ngày thứ sáu lần đầu tiên trong 5 năm và chỉ vài ngày sau khi mà Washington và Na, Nam Hàn đã có một cuộc tập trận lớn ở cái khu vực ở biển Busan, Phó Tổng thống Hoa Kỳ là bà Kamala Harris đã có mặt tại Nam Hàn từ ngày thứ năm và bà ta đã có mặt ở vùng DMZ để khẳng định về cái lời cam kết sắt đá của Hoa Kỳ đối với Nam Hàn và ngay sau đó trong lúc mà bà tới và trước khi bà tới và sau khi bà đi thì Bắc Bình Nhưỡng đã liên tục bắn các hỏa tiễn đạn đạo và trong ngày thứ bảy hôm nay lực lượng quân sự Nam Hàn cho biết là và họ đã bắn hỏa tiễn đạn đạo ở khu vực biển có thể gọi là tên là Sunan nằm ở khu vực ở Bình Nhưỡng ở bờ biển phía đông của Bắc Hàn và các cái hỏa tiễn đạn đạo này đã bay với tới cái rồi cái, mục tiêu là khoảng 30 km phía Tokyo cũng đã xác nhận việc bắn tự các hỏa tiễn đạn đạo này và trong đó nằm ở ngoài cái vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trong khi đó thì các chuyên gia cho biết dường như Bắc Hàn đang tìm cách gia tăng tất cả cái tầm ảnh hưởng của họ khi mà họ đã nói rằng họ đang bị đe dọa bởi phía Hoa Kỳ. Đây là lần bắn thử mới nhất của lực lượng quân sự của Bắc Hàn ngay sau khi mà phía của Nam Hàn đã có cuộc tập trận chung với Nhật Bản và với Hoa Kỳ. Cũng ngay sau khi mà bà Nem, bà Kamala Harris là phó tổng thống của Hoa Kỳ có mặt tại Nhật Bản lẫn Nam Hàn để thảo luận về việc hợp tác trong vấn đề kỹ thuật cũng như là vấn đề quốc phòng. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới khiến cho tình hình của bán đảo Hàn Quốc đã trở nên nóng bỏng hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực vùng Đông Bắc Á. Trong khi đó, thì quần đảo Solomon đã tham gia cùng với 13 đảo quốc ở tại Nam Thái Bình Dương sẽ có một bản thông cáo chung với Hoa Kỳ. Quần đảo Solomon sẽ tham gia cùng với 13 đảo quốc khác ở khu vực Nam Thái Bình Dương ký một cái thỏa thuận và tuyên cáo chung và gồm 11 điểm với Hoa Kỳ trong đó là họ nói rằng họ sẽ không có cần phải duyệt xét lại, tổng cộng 15 quốc gia ở khu vực bao gồm luôn cả Hoa Kỳ đã ký vào một bản tuyên cáo chung về đối tác trong ngày họp cuối cùng trong hội nghị thượng đỉnh của họ tại Washington. Theo tường trình của tòa Bạch Ốc đưa ra và bản thông cáo chung này là sẽ bao gồm việc hợp tác trong vấn đề khí hậu toàn cầu hỗ trợ về kinh tế và hỗ trợ về phát triển cũng như là à, chẩn đứng tất cả những cái thảm kịch liên quan tới môi trường và à, hỗ trợ trong vấn đề chống đại dịch và đồng thời cũng sẽ bảo đảm cái an ninh ở khu vực indo ở à, khu vực pacific region tức là khu vực của á châu thái bình dương và các lãnh đạo của nam thái bình dương hoa kinh lời cam kết của hoa kỳ là tiếp cận gia tăng tất cả những hoạt động ngoại giao gia tăng các mối quan hệ với người dân và những à, chính phủ ở những đảo quốc này và việc mà phát triển hợp tác này là điều cần thiết trong khi đó thì à, đài abc của Úc báo cáo trước đó là bản bản dự thảo này tương tự như vậy đã từng đã à thảo ra với Trung Quốc trước đây hồi tháng 5. Tuy nhiên nó đã không có được cái sự đồng thuận với các đảo quốc tại đây. Tuy nhiên giờ đây thì Hoa Kỳ đã thúc đẩy được cái sự đồng thuận này và sẽ làm việc chung mặc dù quần đảo Solomon đã có một cái ký kết về vấn đề quân sự với Trung Quốc và trong đó cho phép giới quân nhân của Trung Quốc có thể tới quần đảo Solomon mà không cần chiếu kháng và được phép mang vũ khí vào đảo quốc này. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương. Trong khi đó thì trong một bản thông cáo của EU, tức là của Liên hiệp Âu châu, nhắc nhở về tình trạng mà họ lo ngại về tình trạng nhân quyền ở Hồng Kông, vấn đề áp dụng đạo luật an ninh quốc gia đe dọa tới hệ thống bầu cử chính trị tại Hồng Kông. Một bản thông cáo của EU, tức là của Liên hiệp Âu châu đưa ra trên cái hội đồng nhân quyền của Liên hiệp quốc vào ngày 26 tây trong đó đã nhắc nhở về tình trạng nhân quyền đang bị bức hại tại Hồng Kông, đặc biệt là họ đã bày tỏ sự lo ngại rất lớn về cái đạo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc đã áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông từ mùa hè năm 2020. Đồng thời, họ nhắc tới việc bắt giữ Đức Hồng Y Joseph Zen là chủ cũng như là chủ tịch của cái hiệp hội trí giả Hồng Kông và việc kết án đối với một số những thành viên ở trong cái tổ chức uh, nghiệp đoàn gọi là General Nhân của Hồng Kông à, đặc biệt là à, liên quan tới tình hình à, gọi là các cái sách của trẻ em. Đây là một trong những vấn đề mà phía EU đã đưa ra trong phiên họp tại Geneva ở Thụy Sĩ và trong đó các thành viên của EU đã đặc biệt lo ngại về tình trạng bất khả nhân quyền ở các nơi à, trong đó bao gồm luôn cả Trung Quốc, Hồng Kông, à, Nga, Afghanistan, Ethiopia À, Belarus, Eritrea, thổ Nhĩ Kỳ, Palestine, Myanmar, tức là Miến Điện, à, Nicaragua cùng với lại Hồng Kông được xem là một cái nơi đã bị chú ý. Trong đó họ nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng về cái đạo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc sử dụng để có thể chụp mũ cho bất kỳ một người nào bất đồng chính kiến hoặc nhà hoạt động nhân quyền hay nhà hoạt động tôn giáo có thể sẽ bị quy chụp cái tội này và bị kết án. Đây được xem là một trong những cái uh, lo ngại nhất của Yêu và đặc biệt đối với trường hợp của Đức Hồng Y Joseph ngài đã 90 mươi mấy tuổi và vẫn bị Cộng sản Trung Quốc bắt giữ dựa trên đạo luật an ninh quốc gia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hồng Kông ngày hôm nay. Trong khi đó, Đài Loan cho biết là họ đã bắt đầu tìm cách sẽ mua thêm cái hộ tống hạm thứ ba có gắn hỏa tiễn từ đây cho tới cuối năm. Bản tin mới nhất cho biết để đối phó với tình trạng gọi là đe dọa mỗi một ngày từ Cộng sản Trung Quốc, phía của Đài Loan cho biết họ sẽ bắt đầu tìm cách có thêm một cái hộ tống hạm thứ ba. Trong đó bao gồm luôn kỳ việc lắp đặt tất cả những hỏa tiễn được xem là những hỏa tiễn sát à, à, tiêu diệt hàng không bảo hạm của Đài Loan. Và họ sẽ hoàn tất cái vấn đề này tới trước tháng 12 năm nay. Theo tin từ ở phía Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết. Và à, trong khi mà cái hộ tống hạm thứ hai có tên là Fujian đã được báo cáo là sẽ được chính thức do phía Đài Loan thực hiện và chế tạo và bây giờ họ đang bước vào cái tình trạng chế tạo thứ ba của một cái hộ tống hạm mới và cái hộ tống hạm này có thể lắp đặt được những hỏa tiễn mà họ nói rằng có khả năng tiêu diệt hàng không mẫu hạm và sẽ hoàn tất tất cả những cái dự án chế tạo các cái tàu về hộ tống hạm và khu trục hạm của Đài Loan đối phó với tiềm năng đe dọa của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của Đài Loan nhằm ngăn chặn tất cả những tiềm năng đe dọa từ phía Trung Quốc và đó là bản tin sâu cùng trong phần tin tài sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị vẫn tiếp tục giữ các cái làn sóng phát hình và phát thanh của phong phong sẽ trở lại cùng các chương trình kế tiếp mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau bye bye